Người đứng đầu nhóm điều tra vụ rơi máy bay, ông Peter Jaap Albers cho biết họ đã lấy được mẫu ADN của 25 nạn nhân xấu số trong vụ máy bay MH17 bị rơi cùng tư trang của 27 người khác. Người đứng đầu nhóm điều tra cho biết những đồ vật này sẽ được gửi tới các chuyên gia ở Australia và Hà Lan để điều tra, rồi sau đó gửi lại thân nhân của người bị nạn. Trong khi đó, vào ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo nhóm chuyên gia Hà Lan và Australia đã tiếp cận được hiện trường vụ rơi máy bay. Ngay sau đó, các chuyên gia đã phát hiện thêm các phần thi thể của các nạn nhân tại hiện trường. Thủ tướng Abbott nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều rủi ro, nhưng tin tưởng nhóm điều tra quốc tế sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình của các nạn nhân vụ MH17.